Tôi có suy nghĩ mình là bộ đội cụ Hồ, tuy nhiên là trở về đời thường, nhưng là không sao quên được những cái ngày tháng đó là mình đi chiến đấu, những cái năm mà chiến tranh khắc nghiệt mà bà con bao che đùm bọc nuôi dưỡng mình. May mắn là mình được là đến ngày hôm nay. Thì từ đó bây giờ là mình làm như thế nào để mình có cái đóng góp một phần nhỏ bé để báo đáp lại công ơn của bà con. Xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, ông Phùng Minh Úc đi bộ đội từ năm 1972. Khi đất nước thống nhất, ông Úc công tác ở quân khu 9, rồi sang làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia, sau đó về công tác ở quê nhà cho đến khi nghỉ hưu. Sống ở xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, ông Úc càng thấm thêm nỗi vất vả của người dân. Thấy các hộ gia đình nghèo trong khu vực, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, lòng ông cứ dây dứt. Trách nhiệm của người đảng viên á, thì mình phải luôn luôn thể hiện cái chỗ là suốt đời phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Như vậy thì tuy nhiên bây giờ là mình trở về đời thường, mình cũng phải cố gắng làm như thế nào. Khi nào cái quãng đời còn lại của mình không còn hoạt động được nữa thì tới chừng đó tôi nghĩ mới hết nhiệm vụ người đảng viên. Dù cho còn thở thì còn hoạt động, còn phục vụ cho nhân dân. Thì thực hiện lời Bác dạy là làm những cái gì ít nước lợi dân thì cứ tiếp tục làm. Tuổi đã ngoài 60, bản thân tuy sức khỏe kém vì nhiễm chất độc hóa học, đồng thời đã trải qua tình trạng tai biến thập tử nhất sinh. Nhưng người thương binh 4/4 Phùng Minh Úc với ý chí và nghị lực của người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn hàng ngày miệt mài cần mẫn lao động với tâm niệm. Thời chiến thì đánh giặc bảo vệ đất nước, thời bình thì ta phải làm kinh tế tốt để xây dựng quê hương. Với những việc làm thiết thực của mình, ông trở thành tấm gương sáng, là động lực truyền cảm hứng đến các đảng viên quần chúng khác cùng nhau lan tỏa phong trào vượt khó vươn lên. Thì Bác Úc á, là không có bà con thân thuộc gì hết, nhưng mà thấy vậy thì Bác Úc giúp đỡ không phải riêng tôi đâu, nhưng mà tất cả bà con ai cũng giống như vậy hết trơn á. Mỗi lần khó khăn thì nghĩ tới Bác Úc thì cũng có giống như một cái điểm tựa để mà mình vươn lên, gắng cố gắng để sao mà phấn đấu vươn lên, để cho là không có phụ lòng tin của Bác Úc với các nhà hảo tâm anh em. Đối với anh chị Úc thì đúng là đồng chí là rất siêng năng trong vấn đề lao động sản xuất, cho nên là từ cái chỗ mà đồng chí siêng năng đó, đồng chí làm kinh tế là rất giỏi. Coi như là nếu tính theo cái thời điểm trước á, những năm trước á, thì coi như đồng chí là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Cái này rất hạt lòng. Đối cái sự cảm kích đối với anh Úc thì phải nói là anh là một người anh luôn luôn là đi đầu và là một cái tấm gương để cho đàn em noi theo, và lúc nào cũng tiêu biểu là một người lính Cụ Hồ sống hết mình với đồng đội, với bà con. Cứ thế sau mỗi vụ thu hoạch, ông Úc lại trích một phần lợi nhuận ra để giúp bà con quanh xã. Ai cần gì thì giúp nấy, và cũng chính từ những việc làm tuy nhỏ nhưng đã đưa người lính Cụ Hồ đến cái duyên vận động làm từ thiện giúp người giúp đời. Thì ổng tên Úc thì sau này ổng giúp đỡ người ta như chết chóc, phải là gạo thóc nghèo khổ vậy đó. Ổng đi xin cho người ta là người ta đặt ổng là Úc Tà Lẹt. Ổng bất cứ gì ở đâu ổng cũng có được, cầu kỳ ổng cũng đi xin. Rồi người ta chết cũng xin gạo, xin hàng, xin tiền, xin bạc cho người ta. Toàn là coi như là ai nghèo, ai khổ, có tật có nguyền là ổng xuất ra đi xin cho. Dân ở đây ta quý ổng lắm, nếu đau bệnh gì bất tử không có tiền là lên nó nút ơi thang cái là ổng đi xin này. Người lính bộ đội Cụ Hồ thì phải luôn là thực hiện lời dạy của Bác. Đấy, Bác Hồ thường nói đó là dân tộc Việt Nam thì luôn luôn có một cái truyền thống yêu nước, luôn luôn có cái truyền thống là đoàn kết, gắn bó với nhau.
để mà giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những người khá giả thì phải giúp những người khó khăn. Do đó mà tôi có cái nảy sinh đó, mà tôi xin phép thành lập cái hội từ thiện để góp phần một phần nào đó để là báo đáp lại cái công ơn của bà con nuôi dưỡng mình trước đây. Được thành lập từ năm 2016 và hoạt động tích cực đến nay, Hội Từ Thiện Cựu Chiến Binh Gia Hòa 2 do ông Út làm hội trưởng đã vận động đóng góp công sức, tiền của, tạo nguồn quỹ, tặng quà, tặng gạo, hỗ trợ phát triển kinh tế cho các gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo. Đặc biệt sau gần 5 năm, Hội đã kêu gọi xây được 34 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở, tổng trị giá gần 1 tỷ 400 triệu đồng. Như hồi lúc trước thì gia đình cũng khổ lắm, rồi mà nhà thì cũng hư hỏng hết, nhờ cô Út xin cho chứ thôi gia đình cũng không có thế nào mà cất nổi nhà nữa. Thì ở đây cũng rất là mang ơn cô Út. Tôi có cái nguyện vọng là tôi chắc có lẽ là phải gắn bó và duy trì cái hội từ thiện này, vận động anh em làm như thế nào mỗi năm phải là đóng góp cho là xã hội, dù cho nhỏ bé cũng là có một cái ý nghĩa. Bất cứ một gia đình nào mà khó khăn, chẳng những bà con ở xã nhà đâu, mà còn lân cận ở các xã ngoài, người ta khó khăn đều hỗ trợ. Cũng như xin nhà cũng vậy. Bây giờ cái người dân ở xã khác, người ta khó khăn thì mình cứ xin nhà để giải quyết, hỗ trợ cho người ta có cái mái ấm. Dân ở đó nuôi mình, người ta nuôi bộ đội, chứ không phải người ta nuôi bộ đội Mỹ Xuyên, bộ đội Gia Hòa 2, người ta không nghĩ gì. Cho nên tôi bây giờ cái suy nghĩ của tôi là phải cố gắng thực hiện hết quãng đời còn lại luôn. Ý thức được vai trò, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ phải gương mẫu tiên phong trong nhiều hoạt động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Cựu chiến binh Phùng Minh Úc đã vận động các đồng chí, đồng đội, hội viên cựu chiến binh xã tham gia tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, di dời hàng rào, vật kiến trúc, hoa màu, làm công tác tuyên truyền để xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Chính sự tiên phong của từng hội viên cựu chiến binh cùng với thực hiện tốt công tác dân vận nên nhiều người dân đã hưởng ứng tự nguyện làm theo. Trước đây anh Úc vận động bà con bác mình cũng đồng lòng để là góp sức vô để làm một con lộ này. Trước đây là cầu khỉ, đường lộ sình không à, cho nên cũng bà con cũng góp tay góp sức vô, cũng người cái xẻng cái cuốc đó để đồng lòng vô để làm con lộ khang trang, và bắt xin được một cái cầu, làm một cái cầu cho học sinh đi học cho đàng hoàng thoải mái chút. Trong đó có tôi, và đất tôi cũng vẫn hiến một cỡ mấy trăm mét à, để làm một con đường lộ cho khang trang hơn. Ở đây anh Út vẫn có uy tín lắm. Nếu bà con mà có cái gì mà anh Út nói là anh Út góp tay góp sức vô liền để làm cho cái quê hương ấp An Hòa này cũng như là cho nó để nó bộ mặt nông thôn ấp cho khang trang hơn, đường xá đồ. Nếu cái gì bất cứ gì anh Út uy tín lắm. Phong trào mà hội cựu chiến binh gương mẫu của huyện là phát động á, thì đồng chí đã thực hiện coi như nêu gương để cho các cái trong cái toàn hội học tập làm theo. Thì qua đó thì đến nay đối với cái cựu chiến binh của xã Gia Hòa 2 trong cái học tập là làm theo cái gương của đồng chí, là coi như hiện nay thì đối với hội viên trong toàn xã thì ở xã không còn hội viên nghèo, do cái cũng là từ cái chỗ mà học tập của đồng chí mà tất cả lan tỏa trong cái hội viên, là coi như là có cái tinh thần là coi như là làm theo cái tấm gương của bác, rồi như là hỗ trợ với nhau, giúp đỡ nhau trong cái dòng vấn đề khó khăn. Thì coi như hiện thì phong trào này thì coi như hiện nay đã nhân rộng ra trong toàn huyện. Có được sự tín nhiệm của người dân cũng như đảng bộ chính quyền xã Gia Hòa 2 hôm nay là cả một quá trình mà người lính bộ đội Cụ Hồ đã tự rèn giũa mình học tập làm theo bác. Suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, ông luôn đề cập đến những lời bác dạy. Đó là ánh sáng soi đường chỉ lối để người cựu chiến binh ấy thực hiện những công việc thiện nguyện của mình. Thì bây giờ tôi nói là cái vận động này, cái thắng lợi này, người ta có cái đồng tình ủng hộ này thì cũng do cái
người vận động mình phải có cái xung phong trước. Chứ mình vận động mà mình không xung phong trước thì không được, không thể nào vận động thành công. Mà muốn làm thành công phải minh bạch, phải rõ ràng. Đó là một cái điều nó quyết định cho cái sự vận động thành công của mình. Xuất phát từ phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, ông Úc và các thành viên Hội Từ Thiện Cựu Chiến Binh đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong nhân dân, tình làng nghĩa xóm lan tỏa nồng ấm trong cộng đồng dân cư. Hiện nay cái tổ hoạt động rất tốt mà đã được là các cấp chính quyền là tín nhiệm. Năm 2019, đồng chí đã được tỉnh là chọn đi biểu dương điển hình toàn quốc trong vấn đề hội viên cựu binh là học tập theo gương Bác. Qua cái tấm gương của ông Phùng Minh Úc thì chúng ta thấy đây là một trong những bông hoa trong những cái cả một cái vườn hoa của đất nước trong học tập và làm theo Bác. Mỗi người của chúng ta học Bác, làm theo Bác ở những việc nhỏ nhất, bình thường nhất, giản dị nhất thì mình thì sẽ trở thành những cái tấm gương quý trong cái cuộc sống và sẽ tạo ra một sức lan tỏa trong cộng đồng, giá trị cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.